Trở lại với những thông tin về thời tiết, hai ngày hôm nay thì miền Bắc không chỉ nóng vào ban ngày đâu chị Lan Chi, mà tôi thấy ban đêm cũng rất là nóng, trời cứ hầm hập vậy. Không biết là hôm nay thì thế nào ạ? Vâng, hôm nay thì trời vẫn sẽ tiếp tục nóng cả ngày lẫn đêm chị ạ. Và đặc biệt là ở những cái đô thị lớn như Hà Nội thì sẽ cảm nhận rõ nhất điều này. Ban ngày nhiệt độ cao nhất ở mức nắng nóng gay gắt là 38 độ, còn đêm về sáng thì nhiệt độ vẫn cao ở mức là 29 đến 30 độ. Độ ẩm thì là từ 77 cho đến 95%. Chưa kể là hơi nóng phả ra từ đường nhựa, bê tông hay là từ các phương tiện xe cộ đông đúc nữa khiến cho không khí càng trở nên bức bối và khó chịu. Và không chỉ thời gian nóng kéo dài mà mức độ nóng ngày hôm nay ở miền Bắc cũng vẫn khá gay gắt. Từ vùng núi xuống đến đồng bằng hay là ven biển thì đều có mức nhiệt từ 36 đến 39 độ. Một số nơi ở Sơn La, Hà Giang hay là Cao Bằng thì còn vượt ngưỡng 40 độ. Vâng, thế còn tình hình nắng nóng ở miền Trung thì như thế nào vậy chị Chi? Vâng, Trung Bộ hôm nay thì nóng nhất sẽ là vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiệt độ ở đây sẽ có điểm vượt 40 độ. Thế còn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 36 đến 39 độ. Từ Đà Nẵng vào đến Phú Yên phổ biến 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì sáng đến chiều nay trời cũng có nắng. Ở một số nơi ở miền Đông Nam Bộ có nắng nóng 35-36 độ, các nơi khác là từ 31 đến 34 độ. Còn đối với Tây Nguyên thì các thành phố dịu hơn, nhiệt độ là 29 đến 32 độ. Về chiều tối thì ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rông. Diện và cường độ thì sẽ giảm so với mấy ngày trước, ít xảy ra những điểm mưa to, thế nhưng quý vị vẫn cần phải đề phòng với lốc, sét và gió rất mạnh. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Khu vực vùng biển từ Bình Thuận vào đến Cà Mau, ra ngoài khơi quanh huyện đảo Trường Sa đều cảnh báo mưa rông, sẽ đi kèm lốc xoáy, gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trái lại thì huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, gió khoảng cấp 3 đến cấp 4. Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Chi với những thông tin vừa rồi.